Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MMO Thì hôm nay mình sẽ cập nhật một tính năng rất là mới ở trên cái dự án Game Z luôn ha. À, thì anh em sẽ vào cái phần mai này, chính giữa này. À, và anh em sẽ vào cái phần Spiso, thẻ Spiso ha. Thì ở phía dưới này này, nó có một cái gọi là Free Gift, có nghĩa là một món quà hoàn toàn miễn phí. Ha. À, thì đối với những anh em mà khi mà anh em vào ở đây á, thì anh em sẽ không có cái Free Gift nào đâu. Ha. À, thì để có được cái thẻ này, thì anh em sẽ xuống phòng mô tả video anh em kích vào cái link đăng ký uh, uh, cái link mà mình uh, gửi cái phần quà miễn phí cho anh em á ha thì lúc đó anh em anh em sẽ kích vào cái link phía dưới phòng mô tả video cho mình ha à, thì sau khi anh em kích vào cái link uh, phía dưới phòng tả anh em sẽ nhận được một cái chương trình là Erop miễn phí nè à, thì uh, ở đây anh em sẽ nhận được là 5.000 ba cái đồng coi trong một giờ hoàn toàn miễn phí nha à, thì đây là một cái lợi nhuận hoàn toàn miễn phí mà mình sẽ chia sẻ cho anh em à, sau đó anh em bấm chữ gift ít ở đây thì uh, nó sẽ dẫn đến cho anh em một cái link, thì anh em sẽ sử dụng cái link đó để chia sẻ cho bạn bè khác của anh em, ha, thì khi mà bạn bè khác của anh em nhận được cái link đó, kích vào cái link đó thì uh, bạn bè của anh em cũng sẽ nhận được cái phần thưởng này, thì đây là phần thưởng hoàn toàn miễn phí và chia sẻ lẫn nhau giữa các anh em với nhau, cho nên là anh em uh, tiến hành làm liền cho mình ha, đó, thì sau khi anh em kết vào cái link phía dưới phần mô tả video, nó sẽ có một cái thẻ free gift ở đây, thì anh em bấm tiếp tục bấm vào đây, đó, để anh em sẽ anh em nâng cấp cái thẻ này lên. À 11.000 thì anh em nhận được 300 cái phần thưởng trên một giờ ha Đó bấm get Đó Rồi thì để chia sẻ với bạn bè thì anh em bấm vào cái chữ send free gift này cũng được nè ha Thì anh em cũng có một cái link mời Thì cái phần này anh em sẽ dùng để chia sẻ cho bạn bè ha Thì bạn bè của anh em cũng sẽ nhận được cái phần thưởng miễn phí này nha Đó Rồi ok ha Đó thì ở dự án này thì hôm nay bộ thẻ hôm nay chính là cái bộ thẻ này ha Thứ nhất là Story Boot này Là cái đôi giày ha. Thứ ba. Thứ hai là huawei Wallet. Và thứ ba là h hai Haven. Thì à, những anh em nào mà chưa biết à, những cái bộ thẻ này. Thì em xuống phần à, mô tả anh em join vào cái nhóm Telegram á. Mình sẽ thông báo tất cả những bộ thẻ này hàng ngày. Để anh em à, tham gia nâng cấp ha. Để anh em nhận được là. Mỗi ngày anh em sẽ nhận được là 5 triệu xu. À, bằng cách là nâng cấp đúng ba cái thẻ này. Nha. Rồi ok. Thì đây là một kèo hiện tại đang chuẩn bị bùng nổ. Cho nên anh em không nên bỏ qua nha. À, và hiện tại cái dự án này đang cập nhật rất là nhiều à, cái vấn đề cũng như là thu hút được người dùng ha cho nên là đây là một kèo sẽ tiếp tục bùng nổ anh em tranh thủ khai thác cho mình à, thì ở đây anh em sẽ cần phải nâng cấp lên à, level càng cao thì anh em sẽ à, có cơ hội là sẽ nhận được cái phần thưởng à, của nó càng nhiều thì khi mà level của anh em càng cao thì cái số lượng coi trong mỗi lần táp nó càng cao nha hiện tại là mình đang ở Liga 8 và cái số lượng coi trong mỗi lần táp đến 134 lần ha đó rất là ngon anh em nha rồi ok thì video này xin kết thúc nếu thấy video hết thì cho mình một nút like để ủng hộ video những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn vào chúng mình phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo